xử đại án Việt Á, Chu Tổng Lốc diễn hài tại tòa, sao không cho mặc đồ táo quần. Bước sang ngày thứ ba của phiên tòa xét xử đại án Việt Á, vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vẫn là nhân vật trung tâm, được giới quan sát theo dõi kỹ càng mọi động thái. Bị cáo Chu Ngọc Anh bị Bộ Công an khởi tố và khám xét nơi ở vì đã nhận tới 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của Bộ trưởng. Nhưng ông Trung Ngọc Anh vẫn thoát tội nhận hối lộ. Tại tòa vào ngày 4 tháng 1, ông Trung Ngọc Anh đã tỏ ra ân hận khi nói rằng ông rất đau xót vì không có cơ hội gặp lại Phan Quốc Việt để trả lại khoản tiền 200.000 đô la đã nhận. Không ngờ hôm nay lại có một sự chớ trêu xảy ra. Bị cáo Trung Ngọc Anh nói về việc số tiền 200.000 đô la nhận từ ông chủ Việt Á đã bị thất lạc. Tờ báo Lao động vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 đưa tin với tựa đề Bị cáo Trung Ngọc Anh nói về 200.000 đô la nhận từ ông chủ Việt Á bị thất lạc. Bản tin cho hay trong ngày 5 tháng 1, tòa án tiếp tục xét xử trong phần thẩm vấn của đại diện viện kiểm sát Hà Nội với bị cáo Trung Ngọc Anh về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan số tiền 200.000 đô la nhận từ bị cáo Phan Quốc Việt bị cáo Trung Quốc Anh khai trước tòa rằng một thời gian sau Việt mới đến báo cáo cảm ơn nên ông Chu Ngọc Anh chỉ nghĩ có vài bộ sinh phẩm xét nghiệm bởi thế ông không suy nghĩ gì vứt bừa túi quà ở phòng ngủ phía trong. Theo báo lao động công tố viên hỏi vặn thế tại sao khi biết có tiền bỏ quên bị cáo không mang tới nộp cho cơ quan điều tra luôn thì câu trả lời của Trung Quốc Anh là dù dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng sai rồi nhận tiền của doanh nghiệp là sai bởi thế bị cáo mới có dự định mà thậm chí là đặt ra kế hoạch phải tìm cách trả lại cho Phan Quốc Việt. Công tố viên hỏi tiếp, có đúng vậy không? Sao nhận tiền bằng đô la nhưng khi nộp khắc phục lại bằng tiền Việt? Vậy cọc tiền US đô la giờ đang ở đâu? Ông Trung Ngọc Anh giải thích, cuối tháng 9 năm 2020, khi dọn phòng làm việc để chuyển về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhậm chức Chủ tịch, ông mới kiểm tra và lấy túi quà có 200.000 đô la. Sau đó, ông dọn dẹp cho tiền vào một chiếc cặp rồi cất vào vali để khi thuận tiện sẽ trả lại cho Việt. Nhưng khi đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông chưa có phòng làm việc ngay nên nhờ anh em mang vali về nhà cất ở Cara ô tô. Vẫn theo bị cáo Trung Ngọc Anh, giờ người thân gia đình tìm lại nhưng không biết chiếc cặp đựng số tiền đó đang ở đâu. Điều đó có nghĩa là món quà biếu thực chất là tiền hối lộ của công ty Việt Á bị Trung Ngọc Anh tìm đi và cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xác định rất rõ điều này rằng ông Trung Quốc Anh có vai trò là người đã ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của công ty Việt Á đồng ý để Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức họp báo nhằm hỗ trợ quảng bá hình ảnh ký xét nghiệm Việt Á ký quyết định khen thưởng và ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng công ty Việt Á. Đồng thời, trong phần đối đáp vừa kể, câu trả lời của Trung Ngọc Anh là dù giữa bất kỳ hình thức nào thì cũng sai rồi, nhận tiền của doanh nghiệp là sai toàn cảnh xét xử đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1. Công luận đặt ra câu hỏi tại sao cơ quan điều tra của Bộ Công an lại coi số tiền 200.000 đô la đó là quả biếu chứ không phải là tiền nhận hối lộ. Vậy số tiền 200.000 đô la là tiền phạm pháp là vật chứng của vụ án theo nguyên tắc phải nộp lại cho nhà nước nhưng số tiền đó lại bị thất lạc, nghĩa là sao? Dư luận đặt ra câu hỏi nếu không có sự bật đèn xanh của cơ quan điều tra Bộ Công an thì Trung Quốc Anh có dám khai bậy coi thường tòa như thế hay không hay là vội bê tiền đến nộp để mà khắc phục hậu quả. Nhà báo Lê Thành Phong đã viết một status trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề Chu Cục Anh nói trẻ con nghe không lọt tai. Tác giả có viết rằng khi chủ tọa hỏi về chuyện nhận tiền của Việt Á, Nguyễn Thành Long trả lời tôi đã sai, tôi xin lỗi. Một câu ngắn gọn không quanh co, chối cãi, bởi vì có chối cũng không được. Đó là khôn ngoan, là còn liêm sỉ. Nhưng cựu bộ trưởng Trung Ngọc Anh thì lại khác. Ông Trung Ngọc Anh thừa biết đó là đồng tiền bất minh, nếu muốn trả lại là phải trả lại ngay lập tức. Ông chỉ gọi là Phan Quốc Việt có mặt ngay, cần chi cơ hội gặp mới phải trả tiền lại cho được. Ở đây rõ ràng là không thể nuốt trôi số tiền 200.000 đô la của Việt Á, phải trả lại cứ thẳng thắn như vậy, còn giữ lại chút danh dự. Cựu bộ trưởng chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh bị cảnh sát áp giải vào tòa án. Còn nhà báo Đào Tuấn thì chua cay không kém trong sa sút trên trang cá nhân với tiêu đề: "Ôi thôi, chết rồi", nhà báo viết. Diễn viên hài Chu Ngọc Anh tóc cắt chân giày da, quần thô đóng thùng, áo khoác xanh tay chấp bụng lép tỏa, nói xong ông cười thành tiếng, chắc là kiểu cười hề hề chứ rành. Còn số tiền 200.000 đô la nhận của Việt Á, cựu chủ tịch khai bỏ đâu đó trong phòng, đến bây giờ nhờ người thân gia đình tìm lại nhưng không biết chiếc cặp đựng số tiền đó đang ở đâu nữa. Giờ tôi tin cựu chủ tịch nhà chúng tôi hồn nhiên bẩm sinh không chỉnh sửa rồi đấy. Nhẽ ra ông lên TV diễn táo quân thì khỏi phải hóa trang làm gì. Dư luận xã hội trước phiên xử của đại án Việt Á có nhận xét chưa xét xử nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để giải cứu cho các quan tham. Phải chăng đó là lý do những phiên tòa gần đây các diễn biến không khác gì màn hài kịch, cười dưới nước mắt và một điều hiển nhiên rất rõ, pháp đình Việt Nam đã bị ma lực của đồng tiền chi phối và đó là điều có thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo chấm với bản tin Sự đại án Việt Á, Chu Tổng đốc diễn hài tại tòa, sao không cho mặc đồ táo quần Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d quy định lãnh đạo không được háo danh thêm một tư duy ngỡ ngẩn của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Trong những ngày đầu năm mới 2024, Bộ Nội vụ của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có đề xuất quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong việc đề bạt thứ trưởng, tổng cục trưởng, giám đốc sở và các chức danh cấp cao khác. Cụ thể, phải đáp ứng tiêu chuẩn không háo danh, không tham vọng quyền lực, không để người thân trục lợi, vân vân. Tờ báo tuổi trẻ vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 có bản tin với tiêu đề: Đề xuất tiêu chuẩn thứ trưởng, giám đốc sở không tham nhũng, quan liêu, háo danh. Bản tin cho biết, Bộ Nội vụ đang xin ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính của nhà nước. Đề xuất tiêu chuẩn thứ trưởng và giám đốc sở không tham nhũng, quan liêu và háo danh đã được đưa ra. Bản dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, uy tín và sức khỏe, độ tuổi kinh nghiệm công tác của các quan chức và chức danh trong lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh các yếu tố là không tham nhũng háo danh quan liêu cơ hội và vụ lợi cũng như không tham vọng quyền lực thực hiện kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật mạng xã hội facebook lập tức có rất nhiều ý kiến bình phẩm về chất lượng văn bản dự thảo này đa số thấy rằng văn bản này hoàn toàn mang tính phô trương hô khẩu hiệu khoe chữ nghĩa nhưng nội dung hết sức xáo rỗng. Đặc biệt, những tiêu chuẩn được đưa ra cho là hết sức mù mờ, thiếu cụ thể. Đài Á Châu Tự Do cho biết tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy đã đưa ra nhận xét về đề xuất trên của Bộ Nội vụ và cho rằng một tiêu chuẩn đưa ra thì phải có những cơ sở rõ ràng để mà xét duyệt. Háo danh là một tiêu chuẩn mù mờ. Như thế nào thì gọi là háo danh và như thế nào gọi là không háo danh nó hoàn toàn không có một cơ sở khoa học rõ ràng nào để mà xét duyệt cả tiến sĩ kinh tế nguyễn huy vũ còn chỉ ra mặt trái của dự thảo mà ít người để ý đó là một tiêu chuẩn như vậy đưa ra nó chỉ tạo thêm quyền lực cho cấp trên nhất là những người làm tổ chức họ sẽ dựa vào những tiêu chuẩn mù mờ này để vòi tiền hay chấn áp cấp dưới mà cấp dưới không có một cơ sở nào để kháng cự lại công luận cũng đặt câu hỏi tại sao trong dự thảo kể trên chỉ đưa ra các quy định đối với các chức vụ như Thứ trưởng, Giám đốc sở với quy định không tham nhũng, quan liêu, háo danh mới được đề bản. Điều đó có thể hiểu ngược lại là chức vụ trên Thứ trưởng như Bộ trưởng Phạm Lý Thanh Trà chẳng hạn thì lại được phép tham nhũng, quan liêu và háo danh vô tư hay sao. Mà thực tế thì trong thời gian vừa qua, rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các quan chức cấp cao đã phải vào tù. Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái trong cuộc họp báo về vụ sát hại bí thư Chủ tịch Yên Bái vào tháng 8 năm 2016. Những điều việc kể trên thì hoàn toàn phù hợp với đánh giá của dư luận xã hội lâu nay về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của nữ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Giới chuyên gia đánh giá, bà Trà về khả năng trình độ yếu không thể đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó là lý do vì sao các quyết sách hay chủ trương của Bộ Nội vụ mà bà trà đưa ra luôn là bản sao ý kiến của Tổng bí thư Trọng. Văn bản dự thảo vừa kể trên là một ví dụ minh chứng rất rõ. Hơn thế nữa, dư luận cho rằng bà Phạm Thị Thanh Trà là một người phụ nữ thường dùng sắc đẹp để quyến rũ các ông anh có quyền lực. Qua đó, bà kiếm trác danh vọng, tiền bạc và thăng tiến leo cao. Điều mà người ta mỉa mai là điếu ủy bàn. Ngay trong trang chân dung quyền lực từng tiết lộ khi còn là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Bà Trà đã lọt mắt xanh của ông Tô Huy Dứa là cựu trưởng ban tổ chức trung ương, một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, bà Phạm Thị Thanh Trà thăng tiến nhanh như tên lửa. Kể cả việc em trai bà, ông Phạm Sĩ Quý, một kẻ tham vọng, cộm cán và đầy tay tiếng, vậy mà vẫn an toàn, không hề bị kỷ luật với khu biệt phủ rộng rãi biệt phủ của chùm tham nhũng Phạm Sĩ Quý, em trai bà Phạm Thị Thanh Trà. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tiêu chuẩn để bật cán bộ được bộ ngành đề xuất, song tất cả đều mang tính khẩu hiệu. Nhưng kết quả đã cho thấy có đề ra bao nhiêu quy định, quy tắc để quản lý đạo đức lãnh đạo, quan chức, công chức đều không đạt được kết quả mong muốn. Công luận là câu hỏi trong vấn đề lựa chọn bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tổng bí thư nguyễn trọng luôn khẳng định phương châm kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương người có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực xù nịnh chạy trọt tham nhũng quan liêu cục bộ vận động cá nhân phe cánh lợi ích nhóm nhưng cuối cùng kết quả ra sao thì dư luận đã thấy rất rõ qua những cuộc bắt giam gần đây công luận đặt câu hỏi về đề nghị của tổng bí thư nguyễn phú trọng hãy trả lời cho người dân được rõ vì sao bà Phạm Thị Thanh Trà với năng lực trình độ yếu kém từ cách đạo đức rất có vấn đề sao lại được thăng tiến tột bậc đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Quy định lãnh đạo không háo danh thêm một tư duy ngớ ngẩn của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.d